Nói xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này ngoài sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà diện tích 60 m², sân cổng riêng, thoáng trước, thoáng sau, hướng nhà là hướng Đông Nam, vị trí ngay cạnh gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần trường đại học Phenica, cụ thể của nó thuộc Đại Thành Quốc Oai, với căn nhà sân cổng riêng, diện tích rộng, rất là hiếm ở trên kênh nha quý vị. Đây, đây là phần sân cổng riêng, đây là phần ở trong tầng 1 và đằng sau kia là thoáng trước thoáng sau hướng nhà Đông Nam. Thực ra cái cụm dự án này khi mà đang hoàn thiện là Ngọc Ánh đã quay một video ngắn rồi. Còn hôm nay cái quá trình hoàn thiện xong hết thì cũng đã bán 4 trên 5 căn và chỉ còn duy nhất một căn mà Ngọc Ánh quay ở đây là còn để gửi tới cho quý vị với căn nhà sổ sách pháp lý chuẩn chỉnh rõ ràng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Căn nhà này nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, tuy nhiên nó không phải là ngõ thông nhưng nó cũng rất là gần với đường ngõ ô tô đi lại. Với cái căn nhà này thì ô tô nhỏ là gần như vào tận cửa, còn nếu như ô tô to cách nhà khoảng chừng 50 mét mọi người nhé. Phần sân cổng riêng thực tế đây ạ. Hướng nhà là hướng Đông Nam dành cho quý khách hàng nào đang tìm và tìm hiểu hướng Đông Nam. Sân cổng riêng, cổng thì thiết kế là sắt sơn tĩnh điện, còn ở bên trong cửa chính thì thiết kế là nhôm hệ sinh pha 5 năm. Với cái phần ở ngoài sân này là cũng có đầy đủ hệ thống sàn thoát nước cũng như là vòi nước cho quý vị. Nếu như quý vị ở đây, quý vị có thể rửa chân tay, rửa xe cộ rất là tiện và thoáng. Căn nhà này thì cũng sẽ dành cho quý vị nào mà yêu thích thú cưng thì là có thể nuôi thú cưng ở trong nhà cũng rất là ok, và cái công năng sử dụng của nó thì rất là hợp lý. Quý vị cố gắng theo dõi hết từ đầu đến cuối video để xem căn nhà này 60 m² thiết kế công năng sử dụng ra sao. Ngoài đang đứng ở đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, với phần tầng 1 thiết kế phòng khách này, phòng bếp này, một phòng vệ sinh và một sân sau. Với thiết kế của nó thì ở đây phần tầng 1 hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, công năng sử dụng hợp lý. Phần hoàn thiện của ngôi nhà xong hết 100% theo đúng như hiện trạng quý vị dọn đồ về và ở được ngay. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng mọi người ạ. Gạch lát nền là màu trắng vân đá. Đây là phần không gian phòng khách, để xe thì ở phía bên ngoài rồi. Quý vị nào có thể về mà lợp thêm mái thì để xe ngày đêm thoải mái, còn không phải dắt xe vào trong nhà. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phòng bếp vô cùng thoáng, vô cùng rộng. Nói vui chứ với cái căn nhà này 5 mâm cỗ là ngồi thoải mái quý vị nhé. Đấy, và với cái phần phòng bếp này thì chủ nhà thiết kế cho quý vị toàn bộ tủ bếp gỗ MDF chống cong vênh, mặt bếp thì ốp đá granite, chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp lắp đặt xong hết cho quý vị. Đúng như hiện trạng là về ở được luôn. Giá bán em để cụ thể ở dưới phần bình luận cho quý vị. Quan trọng nhất là sổ đỏ chuẩn chỉnh, pháp lý rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và với cái căn nhà này, quý vị có thể vay được tầm tối đa 1,5 tỷ đến 1,6 tỷ nha mọi người. Phần còn lại thì quý vị chuẩn bị trước phần tiền mặt cho Ngọc Ánh. Và cái phần lãi suất hiện tại thì đang rất là thấp, rất là rẻ mọi người ạ. Nó chỉ có 6,0 đến 6,5% tùy ngân hàng. Và những cái ngân hàng đấy thì đều rất là uy tín. BIDV này, MB này, Agribank này. Đó. Một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, phòng khách, phòng bếp. Và đây là phần thoáng trước, thoáng sau như Ngọc Ánh chia sẻ. Đây, siêu rộng, siêu thoáng. Với phần cái công năng sử dụng đằng sau này, chủ nhà để cho quý vị để máy giặt ở đây và phơi bóng ở đây rất là tiện, không phải lên trên tầng. Đó. Có cửa riêng đây. Rồi là cửa sổ phần phòng thoáng này vào phần phòng bếp. Rất là hợp lý đúng không ạ? Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị công năng sử dụng hai phòng ngủ thoáng trước và thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên. Ở phần bên trong đều có cửa sổ ánh sáng thông thoáng, dây chờ, áp chờ, điều hòa, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng đều lắp đặt đầy đủ. Mọi người ạ, nói chung với cái căn nhà này màu sắc nhã nhặn, thiết kế đồng nhất từ tầng 1 cho tới lên tầng 4, rất chi là hợp lý với một cái ngôi nhà. Giá bán có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, so với mặt bằng chung là căn nhà này tương đối là hợp lý về cái phần giá mọi người nhá. Rồi, hành lang đi vào các phòng rất là rộng. Phòng ngủ hướng ra phía bên mặt ngoài đây. Có ban công mở thực tế. Đây. Siêu rộng, siêu thoáng.
Phòng ốc thì rộng rãi bởi vì diện tích rộng cho nên thiết kế các phòng ngủ tương đối là rộng. Tất cả các phòng đều hệ thống trần thạch cao đây, dây chờ áp chờ riêng của từng phòng. Cửa thông phòng thì thiết kế là cửa gỗ. Còn chưa bóc ni lông lên mẹ của mọi người ạ. Mới tinh luôn, vào căn nhà còn thơm như mùi sơn. Đây là phần phòng vệ sinh, sử dụng ở phần tầng 2, đầy đủ bồn cầu, quạt hút mùi, hệ thống sen tắm nóng lạnh, đầy đủ cho quý vị. Chậu rửa, vòi rửa, lavabo, bàn đá. Công năng sử dụng cho từng tầng và mặt bậc của bậc cầu thang tất cả các tầng khi lên đều thiết kế là ốp đá đen cổ trắng. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên các tầng thiết kế toàn bộ cho quý vị là gỗ. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo. Và Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Công năng sử dụng tầng 3 cho quý vị, hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Như vậy, lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là có hai phòng ngủ riêng, trước và sau, tổng là 4 phòng ngủ tính lên trên phía tầng 3 quý vị ạ. Phòng vệ sinh ở phần tầng 3 đây. Thiết kế tương tự như tầng 2. Quan trọng là vị trí giao thông thuận tiện, đi lại hợp lý. Với cái căn nhà này xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 nằm ở trong khu dân cư đông đúc, không gần đình chùa miếu mạo. Căn nhà này không có bất kỳ một lỗi phong thủy nào cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Với cái phần mặt tiền mặt hậu như nhau, vuông vắn, không thóc hậu, không đường đâm, quý vị cứ yên tâm là như vậy. Nói chung nhà có như thế nào thì em luôn review chuẩn chỉnh rõ ràng. Mọi người theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng cuối cùng của ngôi nhà với một ô giếng trời để lấy thoáng xuống khu vực cầu thang còn lại. Thì ở trên khu vực này chủ nhà thiết kế cho quý vị một khu vực riêng, quý vị có thể làm phòng thờ nhỏ nhắn hợp lý và hai sân phơi trước và sau, rất là rộng siêu thoáng. Quý vị nào mà yêu thích trồng cây, trồng hoa thì có thể tham khảo. Đấy. Đây, mọi người có thể nhìn xung quanh. Dân cư trước và sau, rộng rãi, thoáng mát. Tất cả mọi thông tin của bên nhà bán, Ngọc Ánh được public công khai, rõ ràng, minh bạch. Giá bán từ chủ đầu tư, sổ sách, tất cả rõ ràng. Những căn nhà nào mà chưa có sổ sách thì Ngọc Ánh sẽ không quay, không review, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.